Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Và ngày hôm nay mình và anh Tiến sẽ mang đến cho anh em những câu hỏi. Và hôm nay là số đáp thứ 7 rồi anh Tiến nhỉ? Đúng rồi, chính xác rồi. Thôi, không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta hãy vào luôn câu hỏi đầu tiên. Thì câu hỏi đầu tiên của bạn Văn Thanh, anh cho em hỏi nguồn MSI A850GF là series GF của MSI là single rail hay là multi rail ạ? Vì em thấy trên nhãn có ghi nhiều hơn hai đường 12V. Thực ra thì cái này thì rất nhiều người từ ngày xưa là cứ nhìn thấy nhãn của các cái bộ nguồn ghi là có từ hai đường 12V trở lên ấy thì multi rail, còn nếu mà một đường thì là single rail. Tuy nhiên là cái này là rất nhiều cái bộ nguồn người ta chỉ ghi trên nhãn như vậy thôi. Nếu mà về mặt kỹ thuật đấy thì cái bộ nguồn multi rail nó sẽ tốt hơn về chế độ an toàn ấy so với single rail, vì nó có cái tính năng OCB, tức là chế độ bảo vệ quá dòng trên mỗi cái đường 12V riêng biệt. Tuy nhiên thì trong thời đại ngày nay ấy, thì để mà cho phù hợp với thực tiễn hơn, vì khi mà các cái cạc được họ ăn quá nhiều điện ấy, thì hầu hết tất cả các bộ nguồn hiện tại đều là chỉ là một đường 12V duy nhất. Và cái bộ nguồn MSI GF series nó cũng không ngoại lệ, mặc dù nó ghi là 12, 2 đường 12 hay 3 đường 12V ấy, nhưng mà thực tế nó khi mổ mạch ra ấy, nó chỉ có một đường 12V duy nhất. Còn lý do để mà tại sao phải điền như vậy thì là thực ra là một cái cách lách luật để mà qua mặt một số cái khu vực mà nơi mà đòi hỏi cái sự an toàn đặt lên hàng đầu mà thôi. Vậy anh em đã hiểu được là vì sao một số bộ nguồn trên thị trường họ có ghi như vậy. Thực ra về mặt kỹ thuật khi mà chúng ta sử dụng thì cũng không sao, không ảnh hưởng quá nhiều đến cái trải nghiệm sử dụng. Một số bộ nguồn cao cấp của một số hãng thì có cái tính năng switch chuyển mạch đường multi thành 12, từ multi thành single và ngược lại. Ví dụ như Color Master V1000 chẳng hạn. Ôi, bộ nguồn cao cấp rồi chứ bộ nguồn cơ bản thì cũng dùng bình thường thôi. Câu hỏi tiếp theo của bạn Hoài Nam, anh có thể cho biết nhiệt độ hoạt động của phiên bản RTX 3080 Sakura Jetstorm như thế nào không ạ? Vì phiên bản này xem nhiều kênh YouTube ở Việt Nam chưa được đánh giá chi tiết hà. Đây là phiên bản khá mới, một phiên bản có thể nói là dành cho anh em nào mà đam mê những cái hoạt động một tí. Phiên bản này khá đẹp, nên mình cũng đã có sờ qua cái phiên bản này rồi, thì anh Tiến có thể cho em biết chi tiết hơn không ạ? Thực ra đây là một cái phiên bản mà hướng tới cái tính thẩm mỹ và cho dành cho các tín đồ mà yêu thích những cái bộ truyện tranh anime ấy. Tuy nhiên là cái mặt hiệu năng thì cũng khá là chấp nhận được ở trong dòng Vega cao cấp. Thì với mức nhiệt độ trong các tựa game như Upline, Far Cry, là Shadow of Tomb Raider ấy, hoặc là tương đương, thì khi mà chạy ở cái độ phân giải 2K và 140Hz ấy, và Ultra Setting ấy, thì thường thì cái nhiệt độ dao động trong khoảng 74-76 độ, mức lock view cũng là lên khoảng 98-99%. Tuy nhiên là cái bức quạt hoạt động ấy thì fan speed nó hoạt động thường là 63-73, thậm chí là trong full max, full max mà chế độ MSA 8X 2K thì quạt nó lên hoạt động đến 81%, và lúc này nhiệt độ nó rơi vào khoảng 77 độ. Tức là nếu mình mà chỉ dần setting về cái mức quạt nó thấp xuống một chút thì đương nhiên nó sẽ nóng hơn. Tất nhiên là giữa hiệu năng và cái độ ồn cũng như là độ thẩm mỹ thì chúng ta cũng phải đánh đổi. Thì cái sản phẩm Jetstorm RTX 3080 Sakura ấy, thì là một trong những cái dòng VGA độc đẹp và lạ. Cho nên là nếu những ai mà có cái nhu cầu muốn VGA này thì hãy suy nghĩ rằng là để mà mát như Strix hoặc là các dòng menu X thì chắc chắn không có chuyện đấy rồi. Chúng ta sẽ chuyển sang câu hỏi số 3 đi. Của bạn Nhân Nguyễn, máy em bị hiện tượng xung bị rớt xuống tận 0.52GHz và lốc luôn ở đó, và hiện chưa rõ nguyên nhân. Sau một vài lần reset thì nó vẫn bị. Hiện tại thì khi mở máy và không bị nữa, và thắc mắc rằng là lỗi đó do đâu. Cái lỗi nghe khoai nhờ. Thực ra cái lỗi này gặp cả trên Intel lẫn AMD. Nói chung là nó liên quan đến cái mức ngoài cái mạch VRM như cái bộ tạo xung nhịp. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà lỗi này xảy ra thường là do bộ mạch chủ. Một số trường hợp thì chúng ta có thể chỉnh cái chế độ Power Option, tức là những cái chế độ High Performance, hoặc là chỉnh trong cái mục Power Option về cái loại điện năng ấy, điều tiết ấy, thì có thể là giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên nếu mà sau những cách là một là cái Win, hai Update BIOS, và sau khi đã chỉnh trong Power Option mà không vẫn bị, thì giải pháp mà như anh thường thấy và sau khi xử lý cho rất nhiều bạn dính này ấy, thì thay mình là hết. Câu hỏi số 4 của bạn Nam Hà, các bác cho em hỏi dùng một tính năng tự động bật máy lên khi có nguồn điện thì có gây hại máy không ạ? Thật ra đây là một tính năng hay đấy chứ. Nhiều khi máy em hay làm việc ở nhà mà em điều khiển máy công ty, chẳng may bị reset lại hoặc là bị mất điện phát, coi như là thôi, tịt luôn. Một là phải nhờ người lên tận công ty để bật lại cho mình,
hay là mình lại lên công ty thôi. Như thế thì lại mất cái tính năng gọi là làm việc từ xa. Đúng rồi, cái này là Restore Power Load AC, tức là một cái tính năng rất là hay khi mà có điện đầu vào máy tự khởi động, và khi mà chúng ta chạy những cái phần mềm cho vào cái khởi động rồi thì nó sẽ, khi mà có điện cái nó tự động vào win mà nó chạy lại thôi, nó rất là tiện lợi và chúng ta thấy remote từ xa cái công việc mà đang làm dở dang. Và cái tính năng này hoàn toàn không có hại nhé. Và nếu những bạn nào mà chạy đào tiền áo ấy thì cực kỳ thích tính năng này, bởi vì là mới sướng mà có hàng trăm nghìn con máy hoặc là rất nhiều máy đấy mà chỉ bây giờ tắt một máy và đi tìm một cái máy bật lại thì nó rất là phiền toái. Cho nên tính năng này là tính năng cực kỳ hữu ích. À, câu hỏi số 5 của bạn Hải Anh. Mấy bác cho em hỏi mấy loại tản khí cân Intel Core i5 12600K ngon bổ rẻ vậy ạ. Với i5 12600K, đây là một trong những mẫu CPU mà em thấy nhiều anh em lựa chọn lắm. 10 nhân mà giá có 7-8 triệu. Nó mạnh ngang với lại các cái vi xử lý cũ ngày xưa như 10900K hoặc 11900K về hiệu năng gaming hoặc thậm chí là render. Mà giá em biết rằng 10900K ngày xưa nó cao thế nào? 15 triệu. Và trong khi bây giờ là nó là ăn ít điện hơn. Bây giờ khoảng, nếu mà render thì nó ăn khoảng 130-140W tùy vào bo mạch chủ và tùy vào cái con vi xử lý. Và với một mức load mà tầm 300-130W, 140W thì rất nhiều tản khí tầm 500-600 là cân thoải mái. Thì trong cái trường hợp này thì anh thấy là hiện tại có khoảng 3 mã tản nhiệt thì anh thấy là bán nhiều cũng như là hiệu năng ok, đó là ID Cooling 224XT, 226XT và còn mới đây là có con Samurai Assassin King 120 cũng có hiệu năng rất là tốt. Nói chung là với i5 đời mới chọn tản dễ quá. Ừ, dễ lắm. Còn nếu mà cao hơn chút thì cứ lấy con 207XT. Con ấy thì tô nạc dài hầm hố. Đó là dành những bạn nào hệ mà thích khủng bố ấy mà hiệu năng thì lấy con đấy cũng được, giá nó hơn 1 triệu chút thì. Nếu như anh em nào mà chơi hàng khủng bố thì cần phải chú ý đó là cấn RAM nữa. Ừ, đúng rồi. Cái đấy phải đấy. Quan tâm, bởi vì một số thanh RAM nếu mà nhỏ nhỏ thôi thì không sao, nhưng mà những cái thanh RAM kiểu LED RGB họ làm rất dài thì đấy, nếu mà tản mà to nạc thì mới cần chú ý thôi, chứ còn những mẫu tản cơ bản trên thị trường thì sẽ không lo cái vấn đề đấy. Câu hỏi số 6 đến từ bạn Nhật Thanh. Mình mới mua combo B660M Steel Legion i5 12600K. Thấy trên YouTube test được 4.6GHz mà mình test được chỉ là 4.1. Vậy thì nguyên nhân vì sao? Cái này thì thực ra là các bạn đừng xem YouTube nhiều. Xem YouTube thì họ thường họ tự chỉnh, tùy chỉnh trước rồi. Thì do cái này là do liên quan đến cái giá trị power limit ở trong BIOS. Thì khi mà lắp các vi xử lý mà có TDP cao thì thường là nó sẽ auto theo cái giá trị mà khuyến cáo từ Intel. Ví dụ như anh nói trường hợp 12700 thì khi mà lắp vào những cái bo mạch chủ thấp thì nó sẽ là auto 65W BL1. Do đó xung nó sẽ không thể cao được. Trong trường hợp này bạn dùng B660M Steel Legion thì bạn vào BIOS và tìm đến mục bay frequency board và chọn 150W, 160W hoặc 200W tùy bạn. Thì sau đó bạn xếp lại. Thì lúc này là bạn chạy lại R23 chạy Chrome 95 thì sẽ thấy mức xung nó quay về giá trị on call rất là cao. Và trong trường hợp 12600K nếu không nhầm là on call là 4.5GHz, tương tự như là đối với 127. Câu hỏi số 7 của bạn Văn Tài. Giữa hai Moro Pro RS và MATX Pro RS thì khác nhau cái gì ạ? Khác nhau cái tên. Thực ra thì khác nhau cái form ATX và MATX, tức là cái form factor mà nhà sản xuất người ta rộng, người ta sẽ đưa ra cái kích thước. Rồi xong rồi trên những kích thước đấy người ta sẽ chế thêm được những cái option khác. Thì giữa hai phiên bản này như mình đã từng nói ở trên group TechBC ấy, thì phiên bản mà ATX thì cái giới hạn mà power limit nó mở rộng cao hơn so với lại cái phiên bản mà ATX. Và cái thứ hai là liên quan đến cái tính năng gọi là M.2 được hỗ trợ. Tức là cái cổng M.2 mà cây PCI 4.0 ấy, thì nó sẽ hỗ trợ thêm một cổng nữa. Và nó hỗ trợ thêm cái cổng header USB 3.0 cũng như là một cái PCI X1. Tức là mềm to hơn, kích thước lớn hơn, thì BIOS nó có giá trị power limit tốt hơn, nhiều cổng kết nối hơn. Ừ, thế đại thế cứ vậy, nhiều cổng cho vậy cho anh em dễ hiểu. Cho anh em nếu như anh em có bất kỳ một câu hỏi nào mà cần chúng mình giải đáp thì đừng quên để lại ngay dưới mục bình luận của video để chúng mình có thể đưa đến những câu số hỏi đáp tiếp theo. Hẹn gặp lại anh em trong video sau.